Này thiện hiện, vì thánh đế khổ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì thánh đế tập diệt đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn tịnh lự thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn vô lượng bốn định vô sắc thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tám giải thoát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì bốn niệm trụ thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp môn giải thoát không thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì mười địa bồ tát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì năm loại mắt thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì sáu phép thần thông thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì mười lực Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì pháp không quên mất thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tánh luôn luôn xả thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì trí nhất thiết thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tất cả pháp môn đà la ni thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì tất cả pháp môn tam ma địa thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì quả dự lưu thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh, vì quả nhất lai bất hoàn a la hán thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì quả vị độc giác thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì tất cả hạnh đại bồ tát thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Này thiện hiện, vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật thanh tịnh nên bát nhã ba la mật đa thanh tịnh. Vì vậy bát nhã ba la mật đa được gọi là một tập hợp của sự thanh tịnh.